Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin ông Tổng chuẩn bị vào hang hùm bắt cọp, hai Nhật nghênh chiến, chợ Dẫy sẵn sàng. Từ ngày 15 tháng 4 năm 2019 đến nay đã được 4 năm, lần đấy người ta không biết ông Tổng đột nhiên đột quỵ tự nhiên hay do nhân tạo, chỉ biết rằng ông Tổng ở hẳn ngoài Bắc suốt 3 năm ròng, không dám bén mảng vào Nam. Có lần Thời báo.d đã đào sâu trường hợp này bất thường. Cũng theo thông tin chúng tôi nhận được, ông Tổng Bí Thư đòi phải báo cáo dư luận phản ánh với ông hàng ngày. Điều đáng nói là ông không cần nghe những lời nịnh hót của báo nhà nước mà ông muốn nghe những lời chỉ trích. Ông Trọng thường không nhịn được những thông tin mà chỉ vào đúng điểm huyệt của ông ta. Chính vì vậy, những video phát vào thời điểm đó khi ông đột quỵ lần một thường bị nhà nước Việt Nam yêu cầu phải khóa lại. Đây là hình ảnh liệu ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng có dám vào hang hùm một lần nữa hay không? Hiện nay, ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đang là thế lực mạnh nhất, bị cho là sợ đến già vùng đất miền Nam, là một nỗi nhục không thể nào nuốt trôi được. Và hiện nay, theo như thông tin chúng tôi nhận được, là ông Tổng Bí Thư đang vượt qua nỗi sợ hãi để chứng minh những lời nhận xét của bọn phản động là sai. Hiện tại miền Nam có hai nơi hung hiểm nhất đối với ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, đó chính là Kiên Giang và Sài Gòn. Trước khi xảy ra sự cố đột quỵ bí hiểm vào ngày 14 tháng 4 năm 2019, ông Tổng Bí Thư cũng biết đấy là vùng đất đầy hung hiểm với ông, nhưng ông vẫn can đảm tiến vào. Và những gì xảy ra như là một phần của lịch sử, ai cũng biết nó đã xảy ra như thế nào. Ông Tổng Bí Thư mang tiếng là người mạnh nhất trong đảng, nhưng bị báo chí lề trái chê là sợ không dám vào Nam, thì thấy là sự sỉ nhục đối với ông ta. Và theo như những gì chúng tôi nắm được, thì một vài ngày nữa ông Tổng Bí Thư sẽ tiến vào Sài Gòn như là một sự thách thức công luận. Ông thách thức dư luận thì dễ, nhưng điều hung hiểm cho ông là ông đang thách thức kẻ ông đang hận tận xương tận tủy. Đó chính là hai Nhật, Lê Thanh Hải. Nói theo ngôn ngữ của báo chí nhà nước thì ông Tổng Bí Thư đang chống tham nhũng. Nhưng đứng ở góc độ phân tích của Thời báo.d thì quan hệ giữa ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và hai Nhật, tức là Lê Thanh Hải, là quan hệ kẻ săn mồi và con mồi. Con mồi hai Nhật được một số nhà phân tích ví rằng ông ta là mãnh thú chứ không phải là con nai tơ, cho nên đã qua 7 năm, ông Tổng Bí Thư vẫn chưa cho ông cựu bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh này vào khám được. Đây là hình ảnh ông Lê Thanh Hải là một ẩn số. Cũng cần phải nhắc lại là tham vọng của ông Lê Thanh Hải là rất lớn. Khi còn đương chức, ông đã bắt tay với Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Chu Vĩnh Khang. Mặc dù ông Chu Vĩnh Khang đã bị ông Tập Cận Bình hạ, nhưng mối quan hệ của ông cựu bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh với cánh công an Trung Quốc vẫn còn rất mạnh. Cho nên ông mới trụ vững trước ông Tổng trong thời gian khá dài. Theo thông tin nhận được, ông Tổng đã lên lịch vào Thành phố Hồ Chí Minh để kiểm tra kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc và nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi đột quỵ lần trước tại Kiên Giang, giờ đây phía Hà Nội đã lệnh cho Nguyễn Văn Nên chuẩn bị thật kỹ, đặc biệt là khả năng ứng phó của các thế lực và lực lượng y tế và bệnh viện lớn, và đặc biệt là bệnh viện Chợ Dẫy, nơi mà đã góp công rất lớn, giành giật mạng sống cho ông Tổng Bí Thư vào lần đột quỵ trước đây ở Kiên Giang. Còn về phía hai Nhật, người ta không nhận thấy ông cựu bí thư Thành ủy này có tác động gì khác thường. Tuy nhiên, không thể coi thường ông hai Nhật bởi thế lực của gia tộc Lê Trương không hề kém cạnh gia tộc lớn khác tại Kiên Giang. Việc ông Tổng vào Sài Gòn kiểm tra kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc và nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh là không cần thiết. Ông Trọng hoàn toàn có thể cử ông Võ Văn Thưởng thay cho ông vào Nam vẫn được. Có gì ông Võ Văn Thưởng tham dự xong sẽ về báo cáo lại cho ông trong những cuộc họp như Quân ủy Trung ương vào ngày 22 tháng 8 vừa qua. Ông Trọng đích thân ngự giá, thân chinh chỉ vì công việc còn con là không bình thường. Giới quan sát cho rằng ông Trọng đang thách thức thế lực mạnh nhất tại Sài Gòn với ý đồ mới của ông ta. Đây là hình ảnh Chợ Dẫy đang sẵn sàng cho cơ hội cứu Tổng Bí Thư lần thứ hai. Con người Lê Thanh Hải với nickname là hai Nhật không phải là con người có thể xem thường. Nếu ông Trọng sợ thì ông nên bỏ quyết định, vì rất có thể chuyến đi này với ông là lành ít dữ nhiều. Nếu ông Trọng đi, ông là con hổ thật.
nếu ông Trọng nhập viện, Lê Thanh Hải là con hổ giấy. Nếu phút cuối cùng vì sợ quá mà ông Tổng Bí Thư phải hủy bỏ chuyến đi thì ông Tổng là con hổ giấy. Sắp tới, ai thật, ai giấy, sẽ rõ cả mà thôi. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tổng công phá thành trì Phạm Minh Chính bằng hai mũi giáp công, Thủ tướng sắp tiều. Chiều tối ngày 20 tháng 9, trang thông tin chính phủ và trang thông tấn xã Việt Nam đưa hai tin quan trọng. Tin thứ nhất là khởi tố bắt tạm giam vụ trưởng quốc tế văn phòng chính phủ được đăng trên trang fanpage của Tổng thông tấn xã Việt Nam. Và tin thứ nhì là kỷ luật cảnh cáo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Nếu nói văn phòng chính phủ là sân trước nhà ông Phạm Minh Chính, thì Quảng Ninh, nơi mà ông Phạm Minh Chính từng làm bí thư tỉnh, là sân sau nhà ông Thủ tướng. Lần này, ông Tổng Trọng đang đánh cả sân trước và sân sau nhà ông Chính, như muốn ép ông này không còn đường thoát vây. Đây là hình ảnh mũi giáp công thứ nhất. Vào ngày 20 tháng 9, ông Tô Hồn Sô, Trung tướng, Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết đã mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao. Cơ quan an ninh điều tra của Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở làm việc đối với Nguyễn Thanh Hải, sinh năm 1971 tại Hà Nội, vụ trưởng Bộ Quan hệ Quốc tế của Văn phòng Chính phủ, về tội nhận hối lộ quy định tại Điều 354 Bộ Luật Hình sự. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can này. Cơ quan An ninh điều tra của Bộ Công an cũng đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án để xét xử nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Trước đó, vào ngày 18 tháng 8, Cơ quan An ninh điều tra của Bộ Công an cũng đã bắt tạm giam Nguyễn Tiến Thân, chuyên viên vụ quan hệ quốc tế Văn phòng Chính phủ để điều tra về hành vi nhận hối lộ, quy định tại Điều 354 Bộ Luật Hình sự. Đây là những diễn biến mới trong quá trình mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam, ở Hà Nội và các tỉnh thành phố khác. Như vậy là ngay tại Văn phòng Chính phủ đang rất căng. Không biết rồi đây ông Tô Lâm sẽ cho bắt đến ai nữa. Cũng trong ngày, trang thông tin chi tiết thông tin của Chính phủ cũng đưa cho ông Phạm Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 bị kỷ luật do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã thi hành kỷ luật về mặt đảng. Đây là hình ảnh về mũi giáp công thứ hai. Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố quyết định số 727 vào ngày 26 tháng 8 năm 2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh về thi hành kỷ luật đảng. Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh, ông Phạm Văn Thành, nguyên bí thư thị ủy Đông Triều, chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Triều Quảng Ninh có vi phạm, khuyết điểm và chịu trách nhiệm của người đứng đầu đối với vi phạm của Ban thường vụ thị ủy, Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Triều trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phòng chống dịch COVID-19 và thực hiện đấu thầu mua sắm kit xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á. Cũng tại Quảng Ninh đang có Dũng tướng Đinh Văn Nơi hỗ trợ tích cực công tác điều tra và các sai phạm của ông Phạm Văn Thành. Không biết sắp tới ông Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có cách nào đỡ đòn hay không. Một số ý kiến thì cho rằng lần này ông Tổng đã ra đòn rất hiểm. Tuy nhiên cũng có một số ý kiến nói rằng ông Tổng tấn công như thế vẫn chưa đủ. Với ông Thủ tướng thì cần phải tăng liều lượng, chứ đó chưa ăn thua gì. Đây là hình ảnh liệu ông Thủ tướng có tiếp tục là Thủ tướng nữa hay không. Thực ra tấn công ông Thủ tướng không dễ như các ủy viên Trung ương Đảng. Ông Phạm Minh Chính đang có nhiều thế lực hậu thuẫn. Không phải tự nhiên mà ông Chính nhảy ngang từ Ban Tổ chức Trung ương, nhảy sang Chính phủ và hất bay Vương Đình Huệ, người mà đã từng làm Phó Thủ tướng, để chiếm vị trí trùm. Đó là chiếc ghế Thủ tướng Chính phủ. Và liệu ông Trọng có làm được gì hay không thì chúng ta cần phải chờ. Chờ ông Trọng tấn công và chờ xem cách đối phó của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính ra sao.